Hello, xin chào mọi người cùng quay trở lại với channel của Sàn Crypto. Hôm nay là đầu tháng, ngày 1 tháng 3 năm 2023. Thì vào thời gian sáng hôm nay thì nến tháng của chúng ta đã đóng một cây nến. Thì mọi người có thể là dễ dàng nhìn thấy là cây nến tháng của chúng ta vừa rồi là một cây nến Doji. Và chúng ta có thể thấy là cái mức giá đóng cửa và giá mở cửa của nó thậm chí là nó gần như là không có những cái sự thay đổi. Thì mình thấy là cái mức giá mở cửa là ở mức là 23.125 đô và cái giá đóng cửa là ở mức là 23.141, có nghĩa là cái khoảng lệch giá của nó trong giữa cái mức giá với đóng cửa và mở cửa chỉ ở khoảng là vài chục giá thôi. Và mọi người thấy là cái nó thể hiện là cái râu nến phía trên cũng như là râu nến phía dưới thì cũng khá là dài đúng không? Và cái giá cao nhất của trong thời gian khoảng tháng vừa rồi là ở mức khoảng là 25.300. Và cái giá thấp nhất là sau khi đó là có những cái khoảng thời gian mà BC có những sự biến động đó là ở mức khoảng là 21.300. Tức rằng là cái sự chênh lệch giá giữa mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất thì vào khoảng là 3.000 giá, hơn 3.000 giá đúng không? Nhưng mọi người thấy là cái giá đóng cửa và giá mở cửa của nó thì hầu như là nó không có mấy sự chênh lệch. Bằng chứng rằng là cái thân nến, mọi người thấy không? Thân nến rất là nhỏ ha. Và nó thể hiện là một cây vol. Cây vol của tháng vừa rồi là một cây vol thì cũng khá là cao đúng không? Khá là cao thì mình cũng đã nói rồi. Thì trước đó rằng là mọi người thấy là BC cũng thể hiện cây nến tháng ở thời gian tháng trước á, là tháng 1 đó, là một cái tháng có những sự nỗ lực tăng rất là mạnh. Và trong những khoảng thời gian đó là thời gian là gần đến Tết đúng không? Gần đến Tết 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 ta của chúng ta ha. Lúc đó BC tăng rất là mạnh, tăng từ những mốc như là 16.000 ha và tăng lên đến những cái mốc như là trên 20.000 rất là nhanh. Lúc lúc đó thì mọi người thấy là cây nến tháng ở tháng 1 thì đóng nến cây nến rất là đẹp đúng không? Nhưng mà lúc đó mình cũng nói rồi, mặc dù là cây nến tháng là đóng nến đẹp thôi, nhưng mà hiện tại thì chúng ta đang ở trong cái vùng là kháng cự, là cái vùng là 25.000, nên cái mức trong thời gian tháng tiếp đến đó là chúng ta cũng sẽ phải là quan sát, chứ chúng ta cũng không có nên kỳ vọng vào một cái đợt tăng giá, mặc dù rằng là nến tháng đã có những sự gọi là nó tăng rất là đẹp đúng không? Và chứng tỏ rằng là mọi người thấy là nến tháng vừa rồi là một cây nến là có những cái sự rút râu cũng khá là mạnh. Và nếu mà chúng ta lại quay trở về với những cái khung ngày ha, khung ngày thì tháng rồi thì mọi người thấy là cũng đã rất là nhiều lần rồi, thì BC nó thể hiện là cái sự từ chối giá ở cái mức khoảng là 25.000 đô. 25.000 đô là một cái mức mọi người thấy là đã rất là nhiều bị từ chối ở khu vực này, là mọi người thấy là xem khung ngày đúng không? Nó có khoảng lên đến là khoảng tầm 4 đến 5 ngày ha là nó bị có những sự đạp giá khi BC nó tăng lên đến những mốc như 25.000 và sau đó rất là nhanh chóng thôi. Thì chủ yếu là chỉ ở những cây nến khoảng tầm H1 ha, H1 hoặc là H2, H3 thôi, chứ chưa được cây nến H4 nữa. Nếu mà trường hợp mà nến H4 mà nó trụ lên được cái mốc như là hai trên 25.000 á, như mình phân tích trước đó đó, thì nó mới phải thể hiện cái sức mạnh ở trên khu vực đó, thì chúng ta mới có thể là kỳ vọng BC nó sẽ tăng và di chuyển lên đến những mốc tiếp theo. Nhưng mọi người thấy là BC nó chỉ là tăng ở những khu H1 hoặc là H2 thôi ha, là khu 1 giờ hoặc là khu 2 giờ thôi, và nó tăng lên đến khu vực 25.000 và sau đó rất là nhanh chóng thì nó bị đạp giá xuống rất là nhanh ha. Và nó thể hiện là những cây nến ngày có những sự rút râu. Hiện tại thì ở khung ngày chúng ta rằng là chúng ta cũng đã có khoảng là rất là nhiều những cây nến ngày là trong cái khoảng thời gian qua là nó thể hiện là những cây nến màu đỏ ha. Cho ta thấy được rằng là sau khi cái thông tin một số những thông tin về lạm phát PCE cũng như là những cái thông tin về việc làm của Mỹ nó đã có dấu hiệu gia tăng á. Nói chung là lạm phát đã có dấu hiệu gia tăng quay trở lại trong thời gian vừa qua. Thì sau cái khoảng thời gian như vậy thì BTC của chúng ta cũng có những cái sự điều chỉnh tương đối về trong những thời gian qua. Và nếu mà chúng ta lại xem về gọi là những cái khung nhỏ hơn ở thời gian hiện tại thì như ở trong thời gian sáng hôm nay thì mình cũng đăng lên trên nhóm Telegram hiện tại thì mình thấy là cái vùng hỗ trợ gần nhất của BTC thì sẽ là cái mức khoảng từ 23k9 đến từ 22k9 từ 22k9 cho đến lại là 23k là cũng trùng với cái đường im 200 ở khu 4 nè. Thì cái trong hệ thống giao dịch của mình thì thường thì mình sẽ xem là cái đường im 200 ở khu vực 4 là một cái vùng gọi là cái key level quan trọng. Nếu mà trường hợp mà BC nó vẫn trụ được ở trong cái khu vực này thì khả năng thì BC của chúng ta vẫn có thể là gọi là cái xu hướng của nó lên tiếp, nó vẫn còn đẹp ha. Và mình thấy là cái khu vực kháng cự ở trong những khoảng thời gian gần nhất hiện tại thì nói chung rằng là BTC đang dao động ở trong gọi là một cái range, một cái vùng giá trị ha, một cái value area. Thì từ ở những mốc như là hỗ trợ là sẽ là mốc từ 22k9 cho đến lại là 23k, và mốc kháng cự thì BC nó sẽ dao động ha, dao động và chạm đến cái mức khoảng là 23k6 ha. Thì hiện tại thì cũng như là gọi là cái những cái kịch bản cũ thôi, thì chúng ta có thể là canh khi BC nó hồi về cái mức khoảng là
22 k 9 là đến 23 k, thì mọi người thấy là vào thời gian sáng hôm nay thì BC nó cũng hồi về những cái mốc như 23 k đúng không, và sau đó thì nó có sự phục hồi giá lên lại ha. Và chúng ta có thể là canh khi BC nó hồi về cái mức này và chúng ta long lên ha, và có thể là canh khi BC nó chạm đến những mốc như là 23 k 6, và nếu mà ở trường hợp mọi người thấy là vol của nó yếu ha, vol của nó yếu hoặc là nó có những cái cụm nến và cái tín hiệu nến nó đảo đảo chiều ha, đảo chiều quay đầu là nến đỏ nữa, là những cây nến gọi là nó sẽ báo hiệu cho xuống gọi là giảm, thì mọi người có thể là canh, mọi người short xuống ha. Còn ví dụ như trường hợp mà mọi người thấy là BTC nó ở trong những khung ví dụ như H1 hoặc H4 thì nó thể hiện những cây nến như là Marusu ha, hoặc là những cái nến Algonquin vẫn tăng lên ha, thì mọi người có thể là canh long lên khi BTC nó phá qua cái mức khoảng là kháng cự ha, là cái mốc là trên 23 k 6 ha. Còn từ hiện tại thì mình thấy là cái xu hướng của BTC thì nó vẫn chưa có thực sự rõ ràng mọi người, thì mọi người cứ giao dịch ở trong những cái vùng giá trị của nó ha. Thì nếu mà BC nó rách lên thì mọi người long lên, và khi BC giảm xuống thì mọi người là canh short xuống ha. Thì mình thấy là cái khu vực hỗ trợ của nó thì mình cũng nói lại ha, thì từ cái mức khoảng là 22 k 9 đến 23 k là vùng hỗ trợ, và kháng cự sẽ là khoảng là 20 23 k 6 ha. Thì anh em có thể là trade ở trong cái vùng này. Thì hiện tại thì chúng ta cũng đã bước vào tháng 3 rồi, thì tháng 3 này thì sẽ là một tháng có cái gọi là có cái cuộc họp về tăng lãi suất ha, có nghĩa là lãi suất của tháng 3 này thì sẽ được công bố vào khoảng thời gian khoảng là ngày 20 đến ngày 21. Thì trong thời gian vừa qua khi mà một số những cái thông tin về lạm phát có hiệu gia tăng á, thì cái phần trăm mà để mà phép tăng cái mức lãi suất lên 0,5% thì nó đã gia tăng lên đáng kể rồi. Thì mình thấy là từ những thời gian trước đến hiện tại thì cũng tăng khoảng là từ đâu đó khoảng từ 15% cho đến lại 30%, có nghĩa là cái gọi là cái mức độ để phép gia tăng lên đến cái mức lãi suất 0,5% thì nó đã tăng gấp đôi lần so với lại những thời gian trước rồi. Tuy nhiên hiện tại thì mình vẫn đang thiên về quan điểm là Fed sẽ tăng cái mức khoảng là 0,25%, và họ sẽ duy trì trong một cái quãng thời gian tiếp đến. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta cũng mới vừa bước đến vào thời gian tháng 3 thôi, thì trước khi mà cái cuộc họp của Fed về vấn đề tăng lãi suất được công bố ra đó, thì thị trường chúng ta sẽ đón nhận về thông tin CPI cũng như là thông tin về non-farm ở thời gian sắp tới, và trong tuần này thì cũng sẽ là công bố về cái thông tin non-farm. Thì mình thấy là cũng là một trong những cái thông tin là quan trọng nhất của thị trường, ví dụ như là non-farm hoặc là CPI là hai cái thông tin quan trọng nhất để phép đánh giá là sẽ tăng cái mức lãi suất bao nhiêu mọi người. Nên mọi người cần chú ý hai cái thông tin như thế này, thì mình thấy là trong vòng một tháng thì thông tin CPI cũng như là non-farm là thông tin là quan trọng nhất ha, ngoại trừ là cái thông tin của phép về vấn đề tăng lãi suất ra ha. Còn những thông tin khác về vấn đề kinh tế cũng như lạm phát thì mình thấy là nó cũng gọi là cũng sẽ tác động đến đường giá, nhưng mà nó sẽ không quá lớn so với lại là thông tin CPI cũng như là non-farm. Thì nếu mà anh em trade ở trong những thời gian mà những cái thông tin này được công bố thì anh em cũng nên là chú ý một chút xíu ha. Còn hiện tại thì mình thấy là mặc dù rằng là BC trong những thời gian qua thì nó cũng đã có những cái xu hướng gọi là nó có những sự điều chỉnh. Còn ví dụ như là nếu mà anh em gọi là vào hàng thì chúng ta cũng có thể là vào hàng, nếu mà anh em nào chưa vào hàng thì chúng ta cũng có thể vào hàng khi BC nó về những cái mốc ví dụ như là 23 k, hoặc thậm chí là sâu hơn chút xíu nữa ha, khoảng tầm 22 k, và chúng ta có thể là kỳ vọng nếu mà thời gian tới BTC nó tăng lên thì chúng ta mới có thể là kỳ vọng chúng ta chốt lời ha. Tại vì hiện tại thì mình thấy là cái gọi là cái đà tăng của BTC thì nó vẫn còn, cũng chưa phải là hết đâu, nhưng mà trong những thời gian qua thì nó đã có những sự điều chỉnh rồi. Thì nói chung là nếu mà trường hợp mà gọi là anh em gọi là để có những sự xác nhận ha, xác nhận rõ ràng, thì mình cũng nói lại là BTC nó phải break qua khoảng là 25 k và đóng lên trên khu vực này trong những khu vực 4 ha, và chúng ta mới có thể là kỳ vọng BTC nó tăng lên những vùng tiếp theo. Nếu mà tuy nhiên rằng là nếu mà anh em gọi là vào hàng ở trong những cái giai đoạn như thế này thì chúng ta giống như chúng ta vào hàng trễ đúng không, vào hàng trễ nhưng mà cái sự an toàn của chúng ta cao hơn. Còn hiện tại thì nếu mà chúng ta vào hàng ở cái mức khoảng từ 22 k đến 23 k thì được cho rằng là cái gọi là cái vùng hàng của chúng ta gọi là nó hơi sớm, tại vì hiện tại cái tín hiệu của nó chưa thực sự rõ ràng. Mà nói chung rằng là lợi nhuận cao thì đi kèm với rủi ro lớn thôi, thì anh em phải chấp nhận ha. Còn nếu mà trường hợp mà anh em mua được những vùng giá như thế này mà BC nó giảm luôn thì chúng ta vẫn cần stop loss thôi, thì mình cũng đã nói rồi. Thì nói chung là chúng ta trong cái giai đoạn trend này, trong cái giai đoạn downtrend này ha, thì chúng ta cái quan điểm là chúng ta giữ tiền quan trọng hơn là cái giai đoạn, là cái việc là kiếm tiền. Nên nếu mà trường hợp BTC giảm thì chúng ta phải cần stop loss ha, cái tài khoản chúng ta ha, để chúng ta vẫn giữ được cái vốn mà chúng ta không có bị âm quá là nhiều ha. Thì hiện tại thì mình thấy là cũng nói về những cái trend sắp tới ha, thì hôm nay thì cũng đã bước vào tháng 3 rồi, thì ở trong những thời gian tới này thì mình nghĩ là cái trend lớn nhất của thị trường thì sẽ là Lexi ha, hay còn gọi là Lewis Staking Derivative ha. Là khi mà ETH ở cái bản cập nhật sang 2 thì nó sẽ được unlock ha, và những cái người dùng mà đã được unstake ETH ra thì họ sẽ có xu hướng họ sẽ là tìm ở những cái dự án mà có cái
có cái gọi là cái lợi nhuận stack cao hơn và họ cũng được rút ra ha. Thì mình nghĩ là rằng là ở những thời gian sắp tới thì cái trend USD thì nó sẽ bùng nổ ha. Còn đối với ZK thì mình nghĩ là cũng là một sẽ là một cái trend, nhưng mà mình không đánh giá cái đâu không đánh giá cái trend ZK Caron up thì nó sẽ lớn bằng USD ở trong những thời gian sắp tới ha. Thì có thể là trong những thời gian tương lai thì ZK Roll Up thì nó sẽ tăng trưởng như thế nào không biết, nhưng mà mình nghĩ là ở trong những thời gian sắp tới thì gọi là cái thị trường ha, cái dòng tiền thị trường nó sẽ đổ về dành cho cái trend USD nhiều hơn. Thì nếu mà anh em gọi là có trade thì chúng ta cũng nên là chú ý những cái hệ như thế này ha. Thì hôm nay thì mình cũng đã là phân tích về cái xu hướng của BTC cũng như là cái bộ toàn cảnh của bộ mặt cái thị trường ha. Thì nếu anh em thấy video hữu ích thì có thể để lại một like cũng như đăng ký kênh hoặc bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường. Và mọi người có thể là tham gia vào nhóm Telegram, link có để dưới phần mô tả ha. Hoặc là anh em muốn là xem về những video dạng phân tích kỹ thuật, dạng video short, video ngắn ha, dưới 60 giây thì anh em có thể là follow cái trang TikTok của mình ha. Thì một ngày thì mình sẽ đăng một cái video TikTok lên ha, thì anh em có thể là xem và học hỏi ha. Thì nói chung là trong thời gian downtrend thì chúng ta cái việc quan trọng là chúng ta giữ tiền cũng như là tích lũy cái kinh nghiệm thôi để chúng ta là đón cái sóng sắp tới ha. Thì mình xin chào mọi người ha, và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo.